Em Linh San xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là 21 tháng 10, em tiếp tục lên chia sẻ một số mặt bông hoa cát đẹp có tại vườn nhà em anh chị nhá. Anh chị cùng theo dõi á, và như thường lệ thì em cũng sẽ gắn hoa ở bên trái màn hình và đánh theo mã. Anh chị mà ưng mã nào thì có thể gọi điện đặt hàng trực tiếp với em qua số điện thoại 0984 282 911. Đó cũng đồng thời là số Zalo của em luôn anh chị nhá. Em ở Bắc Giang ạ. Và em ship hàng toàn quốc nha anh chị nhá. Rồi, đầu tiên thì em sẽ đi vào một số mã cây hoa hàng nụ nhá anh chị nhá. Đầu tiên đây là cái cây Nacon TC Delight No 1. Hôm nay nó hé bông đấy anh chị này. Cái này dòng này thì hoa rất là đẹp, lưỡi đỏ nha anh chị nhá. Lưỡi đỏ tươi và hai con mắt màu vàng, nó rất là sắc nét luôn anh chị này. Đấy, em còn một vài ba chậu nữa. Anh chị nào mà chưa có giống thì anh chị sưu tầm nhá. Anh chị lên cho em đây là mã nụ 1 với giá là 160.000 một chậu. Giá em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nhá. Phí vận chuyển một đơn hàng là 30.000 trên một đơn. Anh chị lấy từ 3 chậu là em Linh San bao ship nhá. Và đây là những size cây nụ mà em chia sẻ cho anh chị nhá. Nụ 1 này thì cây nó cao, nó gầy nhá anh chị ơi. Đó, hoa thì siêu đẹp rồi, rất là thơm đấy ạ. Đó, em còn vài ba chậu như thế này thôi. Lên cho em nụ 1 160.000 anh chị nhá. Em sẽ qua nụ 2 nhá anh chị nhá. Nụ 2 là cây chôm thông fancy. Đó, cái cây này thì hoa rất là to, cánh viền màu đỏ, trong nó màu vàng anh chị nhá. Bông to, bông bự nha anh chị ơi. Đây, cái cây đang tách mèo lên nụ như thế này anh chị này. Em còn duy nhất cái cây này nhá. Anh chị lên cho em với giá là 150.000 nụ 2 nhá. Còn duy nhất một cây này nữa thôi ạ. Hoa thơm, cánh hoa rất là dày. Đấy, bền bông anh chị nhá. Em sẽ qua một mặt bông hoa, đó là nụ 3, nhưng hôm nay nó hết nụ rồi. Đó là cái cây hoa màu trắng anh chị nhá. Cái cây này hoa rất là to. Đó, đây, em lấy cái bút này, em đưa lên đây, anh chị có thể hình dung này. Nói chung là nó rất là to anh chị nhá. Đấy, nó khắp hết cả cái bút này luôn. Đó, biết là cái kích thước hoa nó to như thế nào. Và cây em chia là cây đang hoa như thế này anh chị nhá. Anh chị lên cho em là 140.000 một chậu. Thân nó lùn nhưng mà hoa lại siêu bự đấy anh chị ạ. Đó nha, anh chị về chăm lực lên thì hoa nó còn bự nữa nha anh chị ơi. Và tiếp theo thì em sẽ đi sang nụ 4 anh chị này. Nó là cái cây cam cá hồi, hôm nay nó mới bắt đầu hé bông. Cái này nó chưa có lên đậm màu đâu anh chị nhá. Nó sẽ lên được một màu cam lửa anh chị ạ. Hoa rất là to và để xa như thế này hoa cũng rất là thơm rồi. Đấy, anh chị nào mà chưa có anh chị sưu tầm nhá. Cái dòng này đặc điểm là cây nó rất là cao to. Đó, cá hồi nha anh chị nhá. Và đây là cái cây nụ mà em chia này anh chị này. Chắc là còn độ 2-3 chậu nữa thôi. Anh chị nào chưa có giống thì anh chị sưu tầm nhá. Nó là hàng nụ như thế này này. Và những cái dòng này ấy, thì nó chỉ có nụ đơn và nụ đôi anh chị nhá. Nên chơi nụ đơn thôi thì hoa nó sẽ to và bông nó sẽ bền hơn. Anh chị lên cho em nụ 4 với giá là 150.000. Em còn 2 chậu nữa thôi đấy. Tiếp theo anh chị ơi, em sẽ đi qua một trong những cái mặt bông hoa nụ 5. Đó là cái cây cát cam bảo nghi anh chị nhá. Cây rất là khỏe, cây cao như thế này này. Đấy, anh chị lên cát cam bảo nghi cho em với giá là 150.000 một chậu anh chị nhá. Đấy, cây này thì nở ít nhất tầm khoảng độ 5 hôm đổ ra thì cái màu cam nó mới đậm anh chị nhá. Dòng này thì cánh rất là cứng. Đấy, bông bền cực kỳ luôn. Lên cho em cam bảo nghi 150.000 nụ 5 nhá. Em sẽ qua một mặt bông hoa trắng họng đỏ rất là xinh, hai con mắt hình con bướm màu vàng nha anh chị ơi. Cái cây này á, anh chị nuôi lực lên hoa rất là bự luôn, xương bông nha anh chị nhá, thân lá này cũng cao to luôn. Và hôm nay thì em cũng còn vài cây nữa. Anh chị nào mà thích lấy hoa thì anh chị nhắn hoa, còn thích lấy nụ thì anh chị nhắn nụ nhá. Đó, cái cây này thì chuẩn giống cho anh chị về chơi lâu dài nhá. Đây, cái cây nụ như thế này anh chị này, còn một vài ba chậu nữa anh chị nhá, nó nhỏ hơn những cái chậu hôm trước. Nên hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị với giá chỉ có 150.000 một chậu như thế này thôi anh chị nhá. Tiếp theo thì em sẽ đi sang giới thiệu một số cái mặt bông hàng lá có tại vườn nhà em anh chị nhá. Thì em sẽ đi vào giới thiệu cây này là cây hắc tùng sổ anh chị nhá. Hắc tùng sổ 5%. Đây, size cây em chia như này là này, cái cây nó rất là mướt mượt và rất là đẹp nha anh chị ơi. Cái hắc tùng sổ 5% này nghĩa là trong 100 cây hắc tùng đó, người ta nhân ra sẽ có 5 cây sổ chớp nha anh chị nhá. Đấy, nên là em đi sang là bán 5% sổ nha anh chị nhá, chứ không phải bán cây hắc tùng chớp đâu ạ. Lên cho em mã hắc tùng này với giá là 120.000 một chậu. Mã L3 nha anh chị ơi. Cây rất là đẹp luôn nhá. Cây rất là cao như thế này anh chị này. Đó. Theo em sẽ qua một tông màu hoa đỏ nữa, đó là cây đỏ phét nha anh chị nhá. Đây, size cây em chia như thế này. Chung là cái cây này hoa to lắm anh chị ạ. Màu đỏ này đỏ đậm nha anh chị nhá. Đỏ đậm, đỏ sập luôn ấy. Hoa rất là to luôn. Các anh chị chăm lực đi, cái dòng này không khó để có hoa đâu nhá. Đấy, bây giờ hầu hết nó đều là những cái dòng cát tem á. Thế nên là họ sẽ lấy những cái tính trạng trội, họ nhân với nhau thì sẽ ra những cái bông hoa siêng hoa quanh năm nha chị nhá. Rồi, lên cho em mã này là mã L21 với giá là 120.000 một chậu như thế này nhá. Tiếp theo em sẽ lên tiếp một tông màu hoa đỏ nữa, một trong những cái khuôn bông hoa rất là tròn và rất là đẹp. Đấy, những cái chậu cây như thế này rất là đẹp này anh chị này. Lên cho em mã này là mã L67
với giá là 120.000 một chậu nha chị nhá. Cái cây em chia ở đây là đều là cây trưởng thành rồi, nhiều cây đang ra lá mèo lắm, dễ bông cực kỳ luôn. Riêng cái thằng này mà đã ra bông nó đi rất là nhiều hướng là đậu bông hết đấy. Đấy, dễ hoa nhá, cánh hoa rất là tròn và rất là thơm. Đấy, đấy là những cái mặt bông hoa đỏ đấy chị, nhà mình cùng lựa nhá. Tiếp theo thì em sẽ đi qua một cái tông hoa màu vàng nhá chị nhá. Cái cây hoa màu vàng như thế này. Đấy, vàng lấy đỏ nhá. Mã này mã L90. Dòng này anh chị chăm lực đi chơi lá thôi cũng đã thấy đã rồi, đã phê rồi. Lá rất là to nha anh chị nhá. Hoa cũng siêu bự luôn cho em. Size cây em chia như thế này anh chị chăm lực ấy, có những cái cây mà lá nó to bự nữa này anh chị này. Đấy, nói chung là dòng này mê lắm nhá. Thân rất là mập và lá này siêu bự luôn. Đó. Đây. Đấy, anh chị thấy không? Cái bàn tay em còn chưa khắp hết này. Cây này rất là đẹp luôn mà nó dễ hoa, bông thì rất là to luôn nhá. Lên cho em mã này là mã L90 với giá là 130.000 một chậu. Cây này nhiều cây của em đã ra bông rồi chị nhá, thuần vườn cây cứ khỏe luôn đấy ạ. Em sẽ giới thiệu tới anh chị một trong những cái mặt bông hoa cũng siêu bự nữa. Đó là cái cây lông heo xanh nha chị nhá. Cái cây em chia như thế này. Và cái size cây nhiều cây đã đang ra lá mèo lắm rồi. Đấy, cây như thế này nha chị nhá. Cây này thì được cái là cây rất là cao, hoa rất là bự, thơm đậm, thơm xa chị nhá. Mấy trước em đã có những cái cây hoa nở em đã soi cho anh chị cùng ngắm rồi đấy. Rồi lên cho em mã lông heo xanh, mã số L68 với giá là 170.000 một chậu chị nhá. Cây này dễ bông đấy ạ. Mặt này là mặt heo đài ấy, chị nhá. Tiếp theo anh chị ơi, sẽ qua cho em một mặt bông cánh trắng viền hồng, họng màu đỏ nha anh chị nhá, hai con mắt màu vàng. Riêng cái bông này thì hoa nó rất là tròn, nó rất là đẹp và cái size cây em chia là cái size cây rất là bự nha anh chị nhá. Đấy, nhìn bộ rễ thôi đã thấy mê rồi đúng không anh chị? Đó nhá. Cái cây này này, lá nó anh chị lên được thân thủ lá bự to nhá chị nhá. Rồi, chốt cho em cái mã này là mã L69, lên cho em với giá là 140.000 một chậu anh chị nhá. Và như hôm trước thì em cũng đã lên rất là nhiều mã ở trên những cái video trước. Anh chị mà ưng mã nào thì anh chị có thể gọi điện đặt hàng trực tiếp với em qua số điện thoại 0984282911. Và bây giờ thì em sẽ xin phép tạm dừng video tại đây anh chị nhá. Em cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của em ạ.